Giới thiệu một chiếc máy làm sữa hạt hiệu Cusinat nhé. Đây, chùi vệ sinh đi kèm này. Nhất là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng trước nhé. Sau đó mình sẽ review chi tiết từng bộ phận cũng như là cách vệ sinh. Đầu tiên là bật nguồn này. Sản phẩm sử dụng điện 100V nhé. Đây là công tắc nguồn này. Là điện này. Đây là chế độ xay trộn này. Xay này là xay nhấn giữ nhé. Thả ra nó tắt nhé. Đây. Đấy. Đấy, nó trộn một lúc thôi. Còn đây là chế độ của xay sinh tố này. Ở đây này, vị trí này là vị trí bắt đầu này. Theo cấp độ này, 4 cấp độ này. Rồi ok, còn phía dưới này là chế độ nấu nhá. Ở đây có 3 mức lửa này, thấp này, trung bình và cao này. Còn đây là cài đặt nhiệt độ, cài đặt về thời gian. Đây, thời gian tối đa là 30 phút nhé. 30 phút là tối đa, ta có thể giảm đi về không này. Sau đó ta chọn mức nhiệt, ví dụ như mức nhiệt số 2 ạ. Đấy, là nó sẽ tự động đun. Tắt đi. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ review từng chi tiết một nhé. Đầu tiên là chổi vệ sinh này. Tiếp theo phần cối này, khi lắp đặt cối nó có vị trí mũi tên này nhé. Thì nó sẽ tương ứng với phần mũi tên ở đây. Chỗ này có này. Đấy. Thân thân máy chính này, rất là đẹp nhé. Đây, thông tin chi tiết của nó này. Tết 2013. Công suất là 1000W nhé. Đấy, còn công suất xay sinh tố của nó là 420W nên nó cực mạnh luôn. Rất là đẹp nhé, hàng đấu giá trực tiếp từ Nhật về. Phần tiếp theo là về phần cối này. Đầu tiên là bên trên nó có cái nắp đậy kèm theo cốc đo định lượng luôn nhé. Này. Đấy, phía bên trên. Tiếp theo là phần nắp này, ta tháo nắp ra này. Nó có răng ở đây nhé. Đấy, nên rất là chắc chắn. Phần cối của nó cối thủy tinh. Ta xoay trên hoặc xoay dưới. Nếu mà xoay cái dưới thì ta sẽ xoay cái dưới theo chiều kim đồng hồ này để mở này. Đấy. Ok. Phần lưỡi này cực kỳ sắc bén luôn. Đây là nắp gioăng của nó nhé. Ta có thể tháo vệ sinh dễ dàng. Phần đế và phần gia nhiệt này. Đấy. Khi đẩy vào thì tương tự. Ta xoay ngược chiều kim đồng hồ. Cái phần đen là phần lưỡi xay bên dưới. Khi chúng ta lắp vào này, chúng ta phải để ý này. Bỏ thứ nhất là bỏ phần gioăng này sát vào đúng vị trí này. Sau đó bỏ thật cân đối. Cân đối thì nó mới vào ren được, còn nếu không cân đối thì nó sẽ ngược ren. Để ta xoay phần đen dưới theo kim đồng hồ này, xoay nhẹ nhàng, rồi cân đối thì sẽ vào ngay. Đấy, rồi, ok, rất là đẹp nhé. Đấy. Phần nắp này, phần cốc này. Cắm điện, bật nguồn, xoay. Rồi, ok ạ.